Rơi nước mắt trước những bức tâm thư chia tay người yêu của Sao Việt. Qua những gì mà Sao Việt chia sẻ về mối tình của họ khi chia tay, người hâm mộ đã không ít bồi hồi xúc động. Mới đây, sau một năm hẹn hò, Văn Mai Hương đã bất ngờ công khai chuyện mình và người yêu chính thức đường ai nấy đi. Dù chuyện tình yêu của nữ ca sĩ rất ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng đến khi có thông tin tan vỡ, thì người hâm mộ lại hết sức xúc động. Sở dĩ có điều này là vì công chúng phần nào ảnh hưởng bởi tâm thư cô viết cho người yêu khi quyết định chia tay. Được biết cả hai dừng lại vì bạn trai không thông cảm với nghề nghiệp mà cô chọn. Người yêu không thích Văn Mai Hương đi show hay xuất hiện nhiều trước đám đông. Dù vậy, cô vẫn không hối hận khi 400 ngày qua cô đã lựa chọn yêu anh. Anh không thích tôi xuất hiện trước đám đông, không thích tôi chạy show tất bật. Anh cũng sợ cả những người đàn ông lấp lánh cùng ánh đèn flash có thể kéo cô gái của mình đi mất. Sau mỗi lần đi show về là mỗi lần nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy trìu mến, những cuộc cãi vã dai dẳng mà chưa bao giờ giải quyết được vấn đề. Nhưng sâu hơn hết, khi tôi ngốc nghếch và tẻ nhạt trong gian bếp, chính là hình ảnh mà anh chẳng bao giờ muốn nhìn. Tôi biết làm gì khi âm nhạc là tất cả những gì có thể làm tôi tươi trở lại. Khuôn mặt mới hơn hôm qua và trái tim cũng rộn ràng không ủ ê sầu não. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, tựa vịnh vào những bài hát để trưởng thành từng ngày. Khi tôi tách rời khỏi chúng, tôi thấy mình chẳng còn chút năng lượng gì để tiếp tục. Tôi vẫn còn trẻ, tôi còn cả thanh xuân trước mặt. Mặc nhiên không có thể chôn vùi. Sai lầm lớn nhất của tôi là xách vali, mang theo Coco và Kiwi ra Hà Nội. Và giờ đây tôi chọn ra đi trong im lặng, một cách mà có lẽ chỉ người vui chơi qua đường họ mới dùng. Chúng ta đã chia tay nhau rồi, tôi lặng lẽ chấp nhận và suy nghĩ nhiều ngày. Trong bóng đêm một mình ngồi trên ban công, nhìn ra phố đầy hoa sữa, trong căn phòng còn đầy mùi sương mới, và tôi một mình dọn đến Sài Gòn, trên đường phố đầy những gương mặt xa lạ ở Tokyo và cả những buổi tối náo nhiệt ở Bangkok. Anh biết không, người con gái khi yêu thường không giữ gì cho mình, nên khi đánh mất một cuộc tình, họ cần thời gian để hồi sức, để khâu vá lại những vết xước, mà dù muốn dù không thì cuộc chia tay kia cũng cào xé đến tổn thương. Ai cũng nói tình yêu đẹp thế, chia tay đủ rồi, giờ nói lại cùng nhau đi. Tôi không phải không có lúc chạnh lòng nghĩ tới, nhưng tất cả mọi điều tôi đều đã không làm, tôi phải đi theo tiếng gọi của trái tim tôi thôi anh à. Nếu có kiếp sau, biết đâu là duyên phận thì may mắn ta làm lại từ đầu. Ngày mai, anh sẽ thấy tôi trở lại trên sân khấu. Trong những bài hát mới, chứ không chỉ là những bài hát cũ của tôi anh để trong playlist trên xe hơi. Ngày mai anh sẽ thấy tôi vui tươi, dù không còn thấy cánh tay mạnh mẽ của anh đỡ nâng, nhưng tôi đã lựa chọn ca hát, thì tôi phải tận cùng hạnh phúc vì đó là con đường mà tôi lựa chọn. Ngày mai rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có một tình yêu mới, thì hãy tin là tôi sẽ luôn dành cho tình yêu ấy của anh một nụ cười. Tôi không giận anh, cũng không hận anh. Chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh và tôi đang đi tìm mùa quả chín. Chia tay không phải là chấm dứt, mà để chúng ta bước vào một cuộc đời khác đẹp đẽ hơn. Những lời chia tay đầy xúc động của Văn Mai Hương về mối tình của mình. Nhớ nhé, tìm người nào đó có thể anh tự tin vào công việc của người đó nhé. Đừng như anh đã từng nói với tôi, anh tự hào về con người em chứ không tự hào về công việc của em. Chào anh, người đàn ông mà tôi đã yêu như giấc mơ của chính mình. Dòng nhắn nhủ đầy buồn bã của nữ ca sĩ gửi đến bạn trai mình. Trước đó, Hồ Quang Hiếu cũng từng làm công chúng bất ngờ khi quyết định chia sẻ chuyện chấm dứt mối quan hệ tình cảm với bạn gái Bảo Anh. Sâu thẳm trong những lời bộc bạch của giọng ca không cảm xúc, người đọc như phần nào thấu hiểu được tình cảm mà anh dành cho bạn gái. Bên cạnh đó có lẽ phải khó khăn lắm, cả hai mới có thể chia tay nhau vì vẫn còn sự yêu thương. Hồ Quang Hiếu chia sẻ, sáng nay thức giấc mà trong lòng thật trống trải, một ngày thật buồn khi hình ảnh về em luôn hiện và gợi lên trong anh những kỷ niệm đẹp, có cả những nụ cười, những giọt nước mắt mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tối qua cả anh và em đã có một buổi nói chuyện thật dài về nhau, anh vẫn còn nhớ trước khi yêu nhau, chúng ta đều nhận được những lời khuyên, mà đa số là về sự chia ly của những cặp đôi khi cả hai đều làm nghệ thuật. Chúng ta hẹn ước với nhau biết bao dự định cho tương lai hai đứa. Mặc cho những lời khuyên can ấy, chúng ta luôn xác định rằng tình cảm của cả hai dành cho nhau là thật. Nhưng có lẽ trong thời gian này, khoảng cách và quan niệm sống của cả hai đã thôi không còn đồng điệu. Đôi khi trong cuộc sống này, duyên đã đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chúng ta không có nợ. Và khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng thực ra chẳng bao giờ gần được nữa. Vì vậy, không có đường tắt nào cho việc lãng quên những gì không thể. Chúng ta sẽ phải học cách không còn nhớ đến nó nữa. Thời gian vẫn chậm chậm trôi như quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày sẽ có sáng, có tối, có bắt đầu và kết thúc. Tình yêu cũng vậy,
có lúc thăng hoa, lúc sụp đổ, đôi khi sự sụp đổ lại là một khởi đầu mới. Quan trọng là chúng ta có bản lĩnh để xây dựng lại nó hay không. Chúng ta đều được dạy từ khi bé là làm thế nào để yêu, nhưng không ai dạy cho ta cách ngừng yêu một ai đó. Anh biết em chính là người con gái tuyệt vời, em là một người con gái hoàn hảo trên tất cả các phương diện đối với riêng anh. Nếu cho anh một lần nữa chọn lựa, thì anh vẫn chọn gặp em, quen em và yêu em. Dù biết rằng hạnh phúc sẽ không thuộc về nhau, cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em, anh luôn mong em hạnh phúc. Sau 2 năm hẹn hò, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh làm cho khán giả ngỡ ngàng khi chia tay trong nước mắt. Từ trước đến nay, mọi người luôn mong cặp đôi này sẽ có một kết thúc đẹp, và giờ đây mong muốn đó đã không thể thực hiện được nữa. Ngoài ra, thêm một chuyện tình nữa đã từng mọi người hụt hẫng trong một thời gian dài. Đó là mối quan hệ tình cảm giữa diễn viên Huỳnh Anh và MC Hoàng Oanh. Vào những ngày đầu tháng 6, 2017, Huỳnh Anh bất ngờ thông báo mình đang cô đơn trên trang mạng cá nhân. Khi ấy, nghi vấn tan vỡ xuất hiện khắp các trang mạng xã hội. Chẳng hề né tránh, hai nhân vật chính thừa nhận họ đã chính thức chia tay nhau sau 3 năm mặn nồng. Họ chia tay không phải vì hết yêu mà quan điểm sống của cả hai chẳng còn phù hợp với nhau nữa. Theo đó, Hoàng Anh đã chia sẻ một tâm thư khiến cảm xúc của công chúng phần nào bị ảnh hưởng. Cô trải lòng, Sài Gòn đêm nay mưa dữ dội quá. Cũng có mấy ai trải qua cơn mưa tuổi trẻ mà không ngã bệnh đâu. Chúng ta có thể ngã, cũng có thể đứng lên. Chúng ta cũng đã dìu nhau qua những ngày mưa bão lẫn dịu êm. Hết lòng rồi chẳng nên buồn thêm chi nữa. Giờ đến lúc mỗi người phải tự bước đi trên con đường riêng của mình. Chỉ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với người bạn thân thương. Chúng ta không bên nhau nữa, lòng vẫn tin vào yêu thương. Gửi những ai đang cô đơn dưới trời mưa bão, luôn có ai đó chờ bạn ở cuối con đường. Chỉ có điều bạn phải nghị lực vượt qua những thử thách của cuộc đời để xem mình có xứng đáng hay không. Dù chẳng nhắc đến cụ thể chuyện tình cảm của mình, nhưng những lời Hoàng Anh bộc bạch cũng đủ mang lại cho người khác một cảm giác buồn miên man. Sở dĩ người hâm mộ hụt hẫng vì trong suốt thời gian hẹn hò, Huỳnh Anh và bạn gái luôn là những người truyền cảm hứng cho người khác về sự yêu thương và hạnh phúc. Lý Hải viết thư gửi cho 4 đứa con sau khi biết một chuyện rơi nước mắt. Nhiều khi ba thấy cái nghề của mình nó bạc ghê gớm lắm, lúc lên và lúc xuống, Lý Hải chia sẻ cùng các con. Lý Hải đang có cuộc sống sung túc nhiều người ao ước. Để có được thành công như ngày hôm nay, nam ca sĩ đã phải trải qua một hành trình đầy khó khăn và gian khổ. Nhưng câu chuyện bạn làm việc vất vả vì điều gì đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trên trang cá nhân, Lý Hải vừa chia sẻ lại quãng thời gian vất vả và nguồn động lực để vươn lên trong cuộc sống. Trong bức thư gửi cho các con, Lý Hải viết, thư gửi 4 thiên thần của ba, con thân mến, ba Hải viết lá thư này sau khi xem một câu chuyện khiến ba rớt nước mắt. Ba gửi lá thư này cho tụi con để mấy năm sau, khi tụi con lớn lên, bắt đầu vào cuộc đời khó khăn, thì nhớ lấy những động lực khiến mình luôn tiến lên trong cuộc sống. Vì đối với ba, nó chẳng ở đâu xa mà ở ngay đây, rất gần với tụi con. Ngày xưa còn nhỏ như tụi con, nhà ba nghèo lắm. Gia đình nhà mình có mảnh ruộng nhỏ, ông nội con và các chú lớn lo phần cày cuốc, bà nội mua gánh bán bưng, khi thì nấu xôi, lúc lại luộc bắp. Có mấy hôm bà nội bán ế quá, ba với các chú cô thương lắm. Có hôm ba bảo với bà nội, thôi má ơi, đừng đi bán nữa, sao con thấy má khổ quá. Những lúc đó bà nội con chỉ cười, chứ chẳng nói gì. Bây giờ khi lớn lên, ba mới hiểu rằng từng gánh bánh, trái bắp chỉ để nuôi cho 8 đứa con khôn lớn. Năm 20 tuổi, ba bén duyên với nghề, mang lại tiếng hát cho mọi người. Ba tìm được tình yêu của mình qua những nốt nhạc và kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Nhiều khi ba thấy cái nghề của mình nó bạc ghê lắm, lúc lên và lúc xuống. Nhưng tụi con biết không, những lúc nản chí, ba nghĩ tới gia đình và ba mẹ ở nhà. Lúc đó ba nghĩ mình phải cố gắng thoát khỏi cái nghèo để chăm lo cho gia đình, cho bà nội, ông nội, những người đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho ba. Năm 2010, sau bao sóng gió chuyện tình cảm, ba đeo chiếc nhẫn cưới cho mẹ. Lúc nhìn nụ cười của mẹ tại lễ đường, ba tự nhủ cả đời làm việc vất vả cỡ nào để chăm lo cho người phụ nữ này ba cũng đồng ý. Ba chẳng biết nữa, nhưng rồi sau này khi tụi con lớn lên và gặp người mình yêu và người yêu mình, người mà tụi con muốn gắn bó cả cuộc đời, tụi con sẽ hiểu. Và động lực cuối cuộc đời của ba là gì các con biết không? Đó là Rio, Cherry, Sunny và Mio yêu dấu của ba. Tụi con lần lượt đến với cuộc đời ba mẹ như những thiên thần nhỏ vậy. Ba chẳng biết những mỗi lần về nhà thấy tụi con ríu ra ríu rít ôm ba,
Thơm ba là ba vui lắm. Bao nhiêu khó khăn mệt nhọc lúc đi làm đều xua tan bằng những lời nói, những câu chuyện mà con kể cho ba. Có mấy lúc việc ở công ty nhiều và áp lực, đôi lúc ba muốn từ bỏ để sống một cuộc sống đơn giản hơn, nhưng nghĩ tới tụi con, ba có thêm động lực để làm việc mỗi ngày. Những thiên thần của ba à, ba thật không có đủ từ ngữ để miêu tả tình yêu mà ba dành cho tụi con. Rồi đây, cuộc sống mới của con sẽ đầy ắp những điều tốt đẹp, và ba hy vọng con sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh để khám phá nó được trọn vẹn nhất. Hãy luôn giữ cho mình những động lực, những nụ cười là hành trang đi với con suốt cuộc đời này con nhé. Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, câu chuyện của Lý Hải đã thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ của cư dân mạng. Hiện tại dù vẫn theo đuổi đam mê của bản thân, song Lý Hải đều dành phần lớn thời gian để chăm sóc và làm nhiều điều ý nghĩa cho mái ấm hạnh phúc của mình. Biết những sự thật trần trụi này của Vbiz, liệu còn ai dám bất chấp tất cả để nổi tiếng? Đọc những chia sẻ thẳng thắn của Đàm Vĩnh Hưng, Lâm Khánh Chi, Phương Thanh dưới đây để thấy thế giới showbiz không phải chỉ hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ. Đàm Vĩnh Hưng, showbiz nợ nần nhiều nhưng sợ nên giấu. Trong chương trình Xoắn Hào Quang, khi được Trấn Thành hỏi về việc trả nợ cho mẹ, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thẳng thắn. Nam ca sĩ nhận định lỗi lầm của mẹ đã đem đến dông bão cho gia đình suốt mấy chục năm qua. Từ đó anh đau đớn chung mình trong sự dằn vặt, để rồi quyết định sẽ không là luật sư bào chữa cho mẹ nữa mà trở thành một công tố viên. Ông Hoàng Nhật Việt cũng cho biết thêm, trong giới showbiz này không chỉ có anh mà nhiều người cũng nợ nần nhiều nhưng sợ nên họ giấu không nói ra. Lâm Chí Khanh, nghệ sĩ Việt có 60% là người đồng tính. Trong một bài phỏng vấn, Lâm Khánh Chi đã có những tiết lộ gây sốc về vấn đề giới tính. Tôi muốn khẳng định một lần nữa là chỉ có đồng tính bẩm sinh chứ không có đồng tính nhân tạo. Bởi những người không đồng tính thì trước sau họ cũng quay về với cuộc sống mà tạo hóa ban cho họ. Còn tôi nghĩ trong thế giới nghệ sĩ Việt có khoảng 60% là người đồng tính. Phương Thanh, gái sang chảnh trà trộn vào giới nghệ thuật nổi tiếng thì đi khách giá mới cao. Là một người có thâm niên hoạt động trong showbiz, từng trải qua nhiều thăng trầm biến cố, Phương Thanh hiểu rất rõ những hào quang và khoảng tối của giới showbiz. Trên trang cá nhân, Phương Thanh từng đăng tải một dòng trạng thái khá dài để tản mạn về showbiz. Theo đó, giọng ca trống vắng cũng không ngại bày tỏ quan điểm về những mặt trái góc khuất của làng giải trí. Mọi thứ đều có thể muôn bán, đánh đồng, trao đổi, bất phân cao thấp, một thế giới của những điều hỗn loạn. Ngoài ra, Phương Thanh còn hé lộ sự thật gây sốc. Gái sang gái chảnh trà trộn vào giới nghệ thuật, nổi tiếng thì đi khách giá mới cao. Danh hài Thu Trang, nổi tiếng vẫn đi làm công và bị ăn hiếp. Hồi mới vào nghề, Thu Trang từng bị đàn chị giành vai diễn, bị đàn anh đánh trên phim trường khi đang mang bụng bầu. Bây giờ khi đã có tên tuổi trong giới showbiz, cô vẫn bị ăn hiếp. Hoa hậu hài chia sẻ, còn tôi, đến tận bây giờ khi đã có chút tên tuổi và vị trí trong giới showbiz, tôi vẫn bị ăn hiếp. Nghệ sĩ vẫn là người đi làm công cho người ta. Họ thuê mình quay chương trình này, đóng bộ phim kia và trả lương mà. Hồi xưa khi bị người ta giành vai diễn, bị đánh tôi cũng giận khóc. Và nghĩ mai mốt tôi vượt lên được thì coi chừng tôi nha. Khi bị ức hiếp, có lẽ ai cũng có suy nghĩ đó. Nhưng quan trọng là mình nhớ được bao lâu. Tôi không có tính để bụng nên không nhớ lâu được. Trang Trần có rất nhiều người mẫu tự o bế mình làm người mẫu để đi cặp với đại gia. Trang Trần từng nói về góc khuất trong nghề người mẫu. Có rất nhiều người mẫu chắc họ cũng có làm người mẫu, nhưng làm người mẫu ở những sân khấu nào đó hoặc một năm đi diễn một lần cho các chương trình giao lưu, rồi cũng tự o bế mình làm người mẫu để đi cặp với các đại gia. Chân dài cũng chia sẻ thêm, với thu nhập của một người mẫu thì việc mua bán một chiếc túi xách hàng hiệu giá vài ngàn đô cũng là điều không đơn giản, chứ đừng nói đến chuyện mua nhà và mua xe. Ngọc Trinh, người mẫu nào cũng có bạn trai nuôi. Chia sẻ suy nghĩ của mình về việc kiếm tiền của người mẫu tại Việt Nam trong tình hình ngày càng ít show diễn, Ngọc Trinh cho biết, tôi nghĩ chắc cô nào cũng có bạn trai ở đằng sau nuôi, chứ không có bao nhiêu xài bấy nhiêu thôi.